thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá gỗ keo nguyên liệu tăng, đầu ra của gỗ nguyên liệu cũng khá thuận lợi nên người trồng rừng sản xuất huyện Maderac rất phấn khởi. Huyện Maderac là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng sản xuất là cây keo lấy gỗ lớn của tỉnh Đắk Lắk với trên 23.400 ha. Hiện giá gỗ keo nguyên liệu được thu mua ở mức 1,4 đến 1,5 triệu đồng một tấn, tăng 300.000 đồng một tấn so với năm 2011 với mức giá này mang lại thu nhập khá cho các hộ trồng. Thu hoạch keo đúng vào thời điểm giá ngũ nguyên liệu tăng cao, ông ít Tung Quân Giá Xá ở xã E Trang cho biết, trước đây người dân chủ yếu trồng ngô sắn nhưng do đất kém màu mỡ nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi được sự hỗ trợ hướng dẫn của nhà nước, gia đình ông chuyển đổi cây trồng và liên kết với công ty lâm nghiệp để trồng cây keo lấy gỗ. Nay đến kỳ thu hoạch được giá cao đã mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình. Năm 2022 đây là thấy từ đầu năm là thấy keo nó được lên giá, bà con rất phân khởi, để đu ngày công làm. Để mình thuê là bà con đi làm thuê này cũng đu ngày công, để nhà nó cũng được đầu tư trồng lại. Năm nay là bán giá keo là nói là giá thị trường là giá cao hơn các năm trước. Nói chung là nguồn thu nhập cho, cho bà con đồ năm nay là mong đừng đừng có rớt với giá thị trường như các năm năm ngoái cho bà con có nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Theo người dân trồng keo mỗi hecta thu hoạch đủ tuổi sẽ cho năng suất đạt khoảng 120 tấn. Bên cạnh đó, trồng rừng sản xuất còn tạo thêm việc làm cho lao là động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần phủ xanh đất chống đổi chọc, chống sạt lở đất. Trong những năm gần đây thì cái giá keo ở trên địa bàn của huyện nói riêng và nói chung ở địa bàn của tỉnh thì có tăng cao so với những năm trước. Cho nên là người dân đã và tập trung và đầu tư và mở rộng cái diện tích chuyển đổi cái cây trồng và tập trung phát triển cái diện tích cây keo ở trên địa bàn của huyện để rồi phát triển cái nguyên liệu từ ghi rừng trồng. Và từ cái phát triển cái diện tích cái rừng trồng thì đã góp phần cho cái phát triển phụ xanh đất trống đồi núi trọc và tạo cái công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn và cái thu nhập của người dân thì ngày càng được nâng cao với giá keo nguyên liệu tăng cao trên địa bàn huyện maderak đã xuất hiện tình trạng một số ít người dân bán keo non do đó chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân không bán keo non mà tiếp tục đầu tư chăm sóc đến chu kỳ thu hoạch để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm đồng thời tuân thủ kế hoạch sản xuất để bảo đảm phát triển bền vững rừng trồng sản xuất Huyện Madarak cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư cụm công nghiệp tại địa phương và tăng cường kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực chế biến lâm sản để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo đầu ra và nâng cao hơn nữa giá trị cho rừng trồng sản xuất.